Giữa tin đồn rạn nứt, bạn gái Quang Hải bị chỉ trích vì liên tục đăng bài PR sản phẩm. Và điều khiến Nhật Lê tiếp tục mất điểm trong mắt người hâm mộ là việc Quang Hải liên tục thả tim dưới status của bạn gái, nhưng cô lại chả thèm bận tâm. Kết thúc giải AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam người về thăm nhà, người đi du lịch, dạo quanh một vòng Facebook và Instagram của các cầu thủ trẻ, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc họ đoàn tụ bên gia đình hay tình bể tình bên cạnh người yêu. Nhật Lê ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup nhưng lại sử dụng ảnh cũ. Vài ngày trở lại đây, trên trang cá nhân của Quang Hải và bạn gái Nhật Lê vẫn thường xuyên đăng ảnh của bản thân nhưng lại thiếu vắng mặt của đối phương. Chính điều này khiến nhiều người đồn đoán cả hai đang gặp phải trục trặc trong chuyện tình cảm. Không phải tự nhiên dân mạng lại đưa ra nhận định này. Theo đó, ở những trận đấu, vòng bảng và bán kết, Nhật Lê vẫn ra sân cổ vũ nhiệt tình cho bạn trai. Riêng ở trận chung kết, cô vắng bóng trên khán đài. Đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, cô chỉ chia sẻ dòng trạng thái: "Trời ơi, tin được không Việt Nam vô địch", nhưng lại không nhắn nhủ hay chúc mừng người yêu của mình. Đặc biệt, tấm ảnh 9x đăng tải cùng status cũng là ảnh cũ. Điều này trái ngược hoàn toàn với hành động ăn mừng cuồng nhiệt của nữ sinh xứ Quảng khi người yêu ghi bàn ở trận đấu gặp tuyển Philippines. Quang Hải đơn độc ăn mừng chiến thắng trong khi đồng đội tay trong tay bên người thương. Nghi vấn được đẩy lên cao khi Instagram cá nhân của Nhật Lê còn rất ít ảnh tình cảm giữa hai người. Bức ảnh gần đây nhất chụp chung với Quang Hải được 9x đăng tải từ tháng 10. Trong khi đó, trên Facebook cá nhân, chân sút họ Nguyễn cũng liên tục đăng tải hình ảnh ăn mừng chiến thắng, nhưng lại chỉ đứng một mình hoặc đồng đội, tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của bạn gái. Trước những nghi vấn chưa có lời giải, nhiều người đã vào trang cá nhân của Nhật Lê để đặt câu hỏi, nhưng chưa nhận được phản hồi từ người trong cuộc. Nhật Lê liên tục quảng cáo PR sản phẩm cho các nhãn hàng, phớt lờ sự quan tâm của bạn trai. Trong khi người hâm mộ đang đau đầu lo cho chuyện tình cảm của đôi trẻ, thì Nhật Lê vẫn liên tục đăng bài quảng cáo, bài PR các sản phẩm và phớt lờ mọi lời hỏi han quan tâm. Trời ơi, quảng cáo có tâm chút đi chị ơi, vừa mới đăng bài thuốc giảm cân, lát sau lại thấy quảng cáo bên khác, nhìn chóng hết cả mặt. Ăn tiền quảng cáo cũng phải giữ gìn hình ảnh chút chứ, hết chỗ để PR, là những bình luận để lại. Và đây là phản ứng của người hâm mộ dưới các bài viết của Nhật Lê. Và điều khiến Nhật Lê tiếp tục mất điểm trong mắt người hâm mộ chính là việc Quang Hải liên tục thả tim những nút like thể hiện sự tương tác dưới status của bạn gái. Nhưng cô nàng lại chả thèm bận tâm, hy vọng người trong cuộc sớm có những động thái tích cực để giải tỏa những lo lắng cho fan hâm mộ. Quang Hải xuất hiện trong bộ ảnh thời trang khoe vẻ bảnh bao làm đổ gục trái tim fan nữ. Khác xa hình ảnh trên sân cỏ, gu thời trang Quang Hải xuất hiện ngày càng bảnh bao và thời thượng, làm đốn tim các fan nữ. Quang Hải với vẻ điển trai và gu thời trang lịch lãm đốn tim các fan nữ. Người hâm mộ Việt Nam đang rần rần với chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam và sau thành tích lịch sử. Quang Hải là cái tên đang khiến hàng vạn cổ động viên Việt Nam dành tình cảm đặc biệt. Tiền vệ sinh năm 1997 là người đã có công lớn đưa đội tuyển Việt Nam lên chức vô địch, cùng với thành tích cá nhân là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018. Bỏ qua hình ảnh thường thấy về một Quang Hải trên sân cỏ, mới đây, một bộ ảnh đầy lịch lãm đậm chất đẹp trai của chàng tiền vệ này mới chính là tâm điểm thu hút khán giả. Khoác lên mình những bộ trang phục rất thời trang, cùng với vẻ ngoài điển trai có chút lạnh lùng, đã giúp Quang Hải thay đổi hoàn toàn so với những gì khán giả vẫn thấy trên sân cỏ. Vẻ điển trai của chàng tiền vệ sinh năm 1997 đã hút hồn vô số fan nữ từ trên sân cỏ cho đến đời thường. Hòa Minzy, tôi không tiêu tiền của bạn trai bao giờ. Giọng ca rời bỏ đã lên tiếng chia sẻ về tin đồn sắp kết hôn với bạn trai. Cô khẳng định muốn báo hiếu cha mẹ, lo cho người thân cuộc sống ổn định trước khi nghĩ đến việc lập gia đình. Sau khi bạn trai khoe việc mua nhà chuẩn bị kết hôn, Hòa Minzy cũng liên tục xưng hô với người yêu là vợ chồng và úp ảnh thả thính khiến nhiều người nghi ngờ việc cô bí mật lên xe hoa. Trước những tin đồn này, Hòa Minzy đã lên tiếng chia sẻ trên báo: "Trước khi em trai tôi chưa ăn học được đầy đủ trưởng thành, đủ khả năng nuôi bố mẹ thì tôi không thể lập gia đình. Bố mẹ tôi có 5 người con, 3 người chị của tôi đã lấy chồng, cũng rất khó khăn trong cuộc sống. Hiện tôi chỉ muốn báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ các chị ổn định, lo cho em trai học xong đại học. Gia đình tôi đã dọn từ Bắc Ninh vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng tôi, cũng tiện để tôi chăm sóc cho họ. Ngoài đời tôi cũng chưa thực sự thành công như mong đợi. Tôi hy vọng bản thân tỏa sáng nhiều hơn, có nhiều ca khúc hit để khán giả nhớ đến. Khi sự nghiệp ổn định tôi mới yên tâm lấy chồng." Hòa Minzy đã lên tiếng phủ nhận sắp kết hôn cùng bạn trai doanh nhân. Cô khẳng định hiện tại giờ chưa lo cho em trai học hết và chưa đủ khả năng nuôi bố mẹ thì không thể lập gia đình.
Gia đình Hòa Minh Di bố mẹ có 5 người con, 3 người chị đã kết hôn nhưng cũng không mấy khá giả. Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, tôi không tiêu tiền của bạn trai bao giờ, dù anh ấy thừa sức giúp tôi để khỏi vất vả đi hát hay sớm khuya làm việc. Người yêu rất thương tôi và muốn lo cho tôi. Khi tôi chia sẻ suy nghĩ muốn được độc lập, anh ấy thường hay bảo tôi chảnh. Tôi sợ khi kết hôn người ta lại bảo tôi lấy tiền của chồng lo cho gia đình. Tôi ghét những lời nói đó, vì mồ hôi công sức của tôi dành dụm từng đồng mà bị mang tiếng thì rất đau lòng. Hiện tôi rất hạnh phúc với bạn trai doanh nhân, tình cảm bình yên giúp cho sự nghiệp của tôi được thăng hoa. Còn những chuyện riêng tư về mối quan hệ cả hai như thế nào, tôi xin phép được giữ riêng. Hòa Minh Di muốn một mình tự lực, đến lúc nào đó khi cần sẽ nhờ đến bạn trai. Nhưng nữ ca sĩ vẫn khẳng định bạn trai cô là người chu đáo, không muốn người yêu đi hát bộn bề về khuya. Hơn một năm trở lại đây, ngoài thành công trong công việc, Hòa Minh Di còn được quan tâm bởi chuyện tình cảm với doanh nhân trẻ Nguyễn Minh Hải. Cả hai khiến nhiều người ghen tị bởi những màn đối thoại cũng như hình ảnh đầy tình tứ ngọt ngào trên trang xã hội. Cặp đôi cũng thường xuyên khoe những món quà hàng hiệu dành tặng cho nhau, khiến fan vô cùng ghen tị. Bạn trai Hòa Minh Di là chàng thiếu gia giàu có nức tiếng tại miền Tây, anh nổi tiếng là yêu thương và chiều chuộng bạn gái. Có một sự thật ít ai biết về tâm thư đang được xe chóng mặt của Lâm Tây. Các fan hâm mộ mới đây đã tìm ra một bí mật đằng sau bức tâm thư được chàng thủ môn đội tuyển Việt Nam đăng tải trên trang cá nhân cách đây 3 năm. Thủ thành Đặng Văn Lâm hiện đang là cái tên được cư dân mạng cũng như toàn thể người dân Việt Nam biết đến và yêu mến sau những gì anh cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế rất nhiều điều thú vị trên trang cá nhân của anh trong thời gian anh mới về nước được nhiều fan đào mộ. Đặc biệt, bức tâm thư xin được vào đá cho đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games được nhiều người quan tâm nhất. Lời viết tiếng Việt tuy còn có đôi phần ngô nghê nhưng vẫn khiến nhiều người không khỏi xúc động bởi sự nhiệt huyết cháy bỏng trong từng câu chữ của anh. Tuy nhiên mới đây, fan hâm mộ lại phát hiện ra một điều rất thú vị. Đó là trước khi bài viết này lên sóng, Lâm Tây đã phải chỉnh sửa bài viết này đến tận 7 lần. Mỗi một lần viết, anh lại cố gắng làm sao cho bài viết thêm phần thu hút và đặt nhiều tâm tư hơn vào bài viết. Có lẽ thủ thành sinh năm 93 đã phải suy đi tính lại rất nhiều lần để truyền tải được đầy đủ những cháy bỏng khát vọng trong anh. Điều này khiến fan hâm mộ càng thêm yêu mến Lâm vì độ đáng yêu đến mức hơi ngố tàu của anh. Nhiều fan nữ còn coi đây là một điều vô cùng hài hước và càng hâm mộ anh chàng Lâm Tây chân thật và có phần hơi ngố này hơn. Fan nữ tên Yến Nhi chia sẻ, thấy thương kinh khủng, chắc anh đang rối bời lắm mà không biết thể hiện thế nào. Vừa thương vừa đáng yêu quá, anh Lâm ơi cưng anh Lâm quá, lần nào đọc em cũng phải gọi anh Lâm mấy lần mới chịu. Fan nữ Vũ Hoài Ngọc đổ gục trước sự đáng yêu của Văn Lâm. Nhiều fan hâm mộ còn hài hước cho rằng hãy để cho quá khứ của Lâm ngủ yên, bởi chả từng có một quá khứ dễ thương đến như vậy. Văn Lâm đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn mới đạt được thành quả như ngày hôm nay. Đi sắm quà cho con gái Hải Quế, Văn Toàn rên rỉ ý ôi đắt rẻ, bị đàn anh vạch mặt kiệt xỉn. Tuy trên ảnh thì khoe tặng quà này nọ, nhưng sự thật có vẻ không như vậy. Trước khi giải đấu vô địch Đông Nam Á AFF Cup diễn ra, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã chào đón con gái đầu lòng, biệt danh Sunny vào tháng 7, để chúc mừng đàn anh bộ tứ Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, đã đến tận cửa hàng cho bé để mua quà đàn tháng, tặng cục cưng nhà Hải Quế. Mặc dù tích cực chụp ảnh, khoe quà, nhưng sau đó lại xảy ra một cuộc vạch mặt ngộ nghĩnh trên Facebook khiến nhiều fan nghi ngờ độ chịu chi của các chàng tuyển thủ. Châm ngòi cho cuộc chiến này chính là cha em bé. Quế Ngọc Hải đăng hình đồng đội và gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em đã tặng quà cho cục cưng mới chào đời của mình. Ngay bên dưới phần bình luận, Văn Toàn đã vào comment, sao mà đồ trẻ em lại đắt thế nhỉ, quả này hết đi chơi rồi. Lập tức Hải Quế đã trả lời phản bác đàn em, Toàn kêu trá hình. Sự than vãn đắt rẻ sau khi tặng quà của Văn Toàn đã khiến ông bố bỉm sữa Hải Quế không thể ngồi im mà quyết định phanh phui sự thật. Quế Ngọc Hải cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho con mình. Nhưng sau đó, trung vệ Sông Lam Nghệ An đã phải lên tiếng kiện đồng đội khoe quà trá hình. Như tiếp thêm dầu vào lửa, Văn Toàn hào hứng tác tên Hoàng tử Đức Huy, đặt câu hỏi đầy hãnh diện. Thấy mấy anh em được không? Ý của Văn Toàn muốn hỏi Đức Huy xem tặng quà như vậy có khủng không? Đồng thời, Văn Toàn cho biết thêm, lúc gặp nhau, Hải Quế rất xúc động, rơi cả nước mắt. Đáp lại câu chuyện của Văn Toàn, anh chàng Đức Huy hớm hỉnh hỏi, hôn ngón chân mày không? Khiến ai nấy đọc đều cười bò. Có thể hiểu, Văn Toàn đang kể lại cuộc gặp gỡ Hải Quế khi đến nhà đàn anh dự tiệc chúc mừng con gái chào đời. Tất cả được nói quá lên rất hài hước và lầy lội.
Tuy nhiên lúc này Hải Quế mới chính thức vào phá cuộc vui của Đức Huy và Văn Toàn. Chàng tuyển thủ cho biết đàn em gửi ảnh, mua hết đồ này thứ nọ cho em bé, tuy nhiên đến nơi thì lại quá thất vọng, gửi một đống đồ kiểu sang chảnh, đến nơi hụt hẫng. Văn Toàn kể cho Đức Huy giây phút gặp cha con Quế Ngọc Hải trong ngày đầy tháng. Văn Toàn và đồng bọn bị vạch mặt. Tội gửi ảnh đồ xịn, nhưng khi đến nơi lại gây thất vọng. Sau đó dưới phần bình luận ra oai của Văn Toàn, Quế Ngọc Hải liên tiếp chia sẻ ảnh đống đồ đang chọn quà cho bé Cindy với khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc. Văn Toàn loay hoay với một chiếc xe đẩy cho bé. Văn Thanh rất hào hứng khi ưng ý chiếc ghế ăn dặm. Công Phượng thích thú, chắc là lần đầu tiên anh chàng thấy ghế tắm cho bé. Chàng trai Xuân Trường chu đáo với một đống tả bỉm. Có thể hiểu được các chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam chỉ đang trêu ghẹo nhau mà thôi. Ở đội tuyển, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Công Phượng là những người em rất thân thiết với Quế Ngọc Hải. Không chỉ bởi là đồng đội mà khoảng cách câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An của họ gần nhau, nên ít nhiều có điều kiện gặp gỡ hơn. Vì vậy, sự kiện chào đón cục cưng đầu lòng của chàng đội trưởng nhất định không thể vắng mặt những tuyển thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Đích thân đi mua đồ bỉm sữa cho em bé, tất nhiên là sẽ mua quà thật lớn. Chỉ là Hải Quế cố tình vừa trêu vừa khoe quà mà đàn em tặng cho con gái mình. Fan hâm mộ được fan cười bò và phải thán phục, đàn ông mà chọn quà cho trẻ con giỏi thật. Quế Ngọc Hải rất thân với Xuân Trường, Văn Thanh và trung vệ Bùi Tiến Dũng. Trên chiến tuyến nào cũng có mặt họ. Chụp ảnh cũng lầy lội như nhau. Khi Văn Toàn không ra sân được, Hải Quế cùng đồng đội động viên anh bằng cách giơ cao chiếc áo mang tên Văn Toàn.